Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, chương trình Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024 để nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc truyền thống, gìn giữ và phát huy giá trị các sản phẩm làng nghề, các sản phẩm đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, những giá trị đặc sắc trong văn hóa nghệ thuật của các địa phương vừa được khai mạc vào sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu với trên 500 sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc sắc, sản phẩm OCOP từ các vùng miền của 30 tỉnh thành phố trên cả nước. Tại đây các doanh nghiệp làng nghề, sản phẩm đặc sắc, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm tiềm năng của các địa phương được trưng bày đa dạng phong phú, nhiều sản phẩm có giá trị cao, mang màu sắc văn hóa vùng miền đặc sắc. Nhiều không gian văn hóa đặc sắc như biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, dệt thổ cẩm của đồng bào miền núi phía Bắc cũng được tái hiện một cách sinh động. Khách tham quan ngoài việc mua sắm còn có thêm trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử cùng với những câu chuyện thú vị xung quanh những sản phẩm từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng trên cả nước. Qua đây, ban tổ chức kỳ vọng sẽ gìn giữ phát triển các giá trị văn hóa truyền thống các làng nghề, các sản phẩm đặc sắc, thúc đẩy phát triển và tăng giá trị cho sản phẩm OCOP, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Ngày 12 tháng 12 tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã công bố đề án bảo tồn và phát triển xíu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Mục tiêu chung của đề án đó là để phục hồi và phát triển đàn xíu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên. Trong vòng 10 năm, từ năm 2022 cho tới 2032, nuôi và thả 100 cá thể xíu đầu đỏ với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn xíu đầu đỏ thả ra sẽ có thể tự sinh sản tồn tại ngoài tự nhiên và có thể sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đề án xác định một số nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đó là nhận nuôi dưỡng xíu, chuyển giao, đồng thời nghiên cứu sinh sản và tái thả xíu đầu đỏ về tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Cải tạo phục hồi hệ sinh thái và sinh cảnh sống của xíu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững, kết hợp tốt giữa việc đảm bảo sinh kế của người dân và môi trường xung quanh vùng nuôi thả xíu về với môi trường tự nhiên. Việc phục hồi và phát triển đàn xíu ở Vườn Quốc gia Tràm Chim có ý nghĩa trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học cũng như là đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Ngày 12 tháng 12, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 và 2 tàu đánh cá trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã kịp thời ứng cứu 14 ngư dân bị chìm tàu trên biển. Theo đó, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày cùng ngày, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QB98733TS. Trên tàu có 14 thuyền viên do ông Hoàng Minh, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng. Khi tàu xuất phát cách cửa Danh khoảng 1,5 hải lý thì bị mắc cạn và sóng đánh chìm dần. Các thuyền viên đang bơi trên biển và cần được hỗ trợ. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã báo cáo với Bộ Chỉ huy, đồng thời huy động 2 tàu cá trong đoàn tàu xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn ra ứng cứu. Tuy nhiên do sóng to khiến cho việc tiếp cận các thuyền viên gặp nhiều khó khăn. Và đến 13 giờ cùng ngày, tàu QB98160TS do anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng, đã tiếp cận và cứu vớt được 10 thuyền viên. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều động phương tiện và 10 cán bộ tiếp cận và cứu được 4 thuyền viên an toàn, trong đó có một thuyền viên bị thương ở tay trái. Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành sơ cứu và chuyển ngư dân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình điều trị. Thông tin ban đầu thì tàu cá bị chìm trên biển gây thiệt hại cho ngư dân khoảng 4 tỷ đồng. Thưa quý vị, được tổ chức từ năm 2019, Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa nhằm tăng cường vai trò của người lao động trong việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Diễn đàn năm nay 2024 đã tiếp tục được tổ chức. Đại diện công nhân lao động của nhiều doanh nghiệp đã tiếp tục được tuyên truyền về luật bảo vệ môi trường sửa đổi, trong đó phân tích vai trò quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Diễn đàn cũng tiếp tục đề cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Chương trình cũng tôn vinh những sáng kiến, ý tưởng của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam đã khẳng định được vị thế và vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Khát vọng tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc như một ngọn đuốc rực sáng xuyên suốt chiều dài phát triển của ngành dầu khí Việt Nam.
luôn xây dựng và nuôi dưỡng khát vọng là giá trị truyền thống và phẩm chất đáng quý của người lao động Petro Việt Nam. Khát vọng của Petro Việt Nam cũng chính là khát vọng chung của toàn dân tộc Việt Nam, gìn giữ và phát huy tài nguyên, góp phần làm giàu cho đất nước. Mỗi bước đi của Petro Việt Nam đều gắn liền với sự phát triển bền vững, sự quan tâm tới môi trường và cộng đồng. Những dự án, những công trình được thực hiện không chỉ đơn thuần tạo ra lợi nhuận, mà còn là kết quả của lòng yêu nước, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước, với nhân dân của Petro Việt Nam. Giá trị khát vọng của Petro Việt Nam có thể xem như đây là một cái giá trị truyền thống và là một cái phẩm chất hết sức đáng quý của người lao động dầu khí. Nó được bắt nguồn từ hình ảnh của những người đi tìm lửa của những thế hệ trước với một cái khát vọng là tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc. Và cái giá trị này thì nó ngày càng được hun đúc, ngày được kết tinh từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khát vọng không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là một động lực thôi thúc mọi người cùng nhau phấn đấu, xây dựng một tập đoàn vững mạnh mang lại giá trị cho xã hội và đất nước. Bằng sự quyết tâm và sáng tạo, Petro Việt Nam không ngừng là ngọn đuốc rực sáng, dẫn lối cho tương lai phồn vinh của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, đồng thời khẳng định mạnh mẽ khát vọng tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả đầu tư vào các lĩnh vực truyền thống, thúc đẩy đầu tư phát triển các lĩnh vực mới gắn với mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp và năng lượng quốc gia. Thì tập trung đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng bộ với việc tiếp tục xây dựng và nâng tầm văn hóa Petro Việt Nam hiện đại, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới. Với cái truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết bản lĩnh, trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn giũa trong thời gian qua, những người đi tìm lửa, những người đi tìm năng lượng, tìm cái động lực cho đất nước, tôi tin chắc rằng là cái năm 2024 với một cái ban lãnh đạo mới, một cái khí thế mới, một cái quyết tâm mới và tạo ra những cái động lực mới thì tập đoàn của chúng ta sẽ có cái thành tích của năm 2024 chắc chắn là phải cao hơn năm 2023. Và tôi tin chắc là các ông chỉ làm được. Khát vọng sẽ luôn là ngọn hải đăng cho hoạt động của tập đoàn, giúp Petro Việt Nam tăng cường sức mạnh cạnh tranh, phát triển bền vững trong các điều kiện biến động, trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia, thể hiện vai trò nòng cốt của nền kinh tế quốc doanh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đã tổ chức lễ kỷ niệm trong bầu không khí trang trọng và đầm ấm. Tại thủ đô Washington DC của Mỹ, hơn 200 khách mời đại diện cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, đại diện các cơ quan chính quyền, các bộ lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tuần duyên, lính thủy đánh bộ, vệ binh quốc gia Mỹ, đại sứ các nước ASEAN và tùy viên quốc phòng các nước bạn bè tại Mỹ đã tới tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và tùy viên quốc phòng Đại tá Đỗ Văn Đáng đã nhắc lại lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định những nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước trong việc tăng cường đối thoại, chung tay giải quyết hậu quả chiến tranh đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên mức đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay. Nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã chia sẻ những tình cảm dành cho Quân đội Việt Nam tại sự kiện. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam trong lịch sử đã phát triển một chính sách đối ngoại rất tinh vi và được cân nhắc kỹ lưỡng. Thực sự tập trung vào hòa bình, đề cao lợi ích quốc gia và nhân dân của mình, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, bằng cách duy trì sự cởi mở với tất cả các quốc gia, tôi nghĩ rằng Việt Nam đã đưa ra một ví dụ cho khu vực về cách can dự thành công với các cường quốc và phát triển kinh tế, nhưng vẫn bảo vệ được chủ quyền của mình. Về chiến tranh nhân dân, tôi nghĩ một trong những điều mà Mỹ trong suốt lịch sử đã không đánh giá đúng là mối liên hệ giữa chiến lược và người dân và cuộc chiến ở nhiều khía cạnh, là về sự thống nhất.
Trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Mỹ luôn được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Đến nay, quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển và đạt được những thành quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ quốc phòng. Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh đã đi qua, mặc dù những hậu quả và di chứng chiến tranh vẫn còn là một gánh nặng đối với Việt Nam, nhưng đến nay, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước đã có những bước tiến dài. Tại thủ đô La Habana của Cuba, buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Minfa, Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, đại diện cộng đồng người Việt tại nước sở tại cùng gần 1.000 sĩ quan cấp cao và học viên quân đội Cuba. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang Cuba có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ hơn 60 năm qua, đóng góp quan trọng và luôn là trụ cột quan trọng trong mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn đoàn kết, ủng hộ và hợp tác, luôn sát cánh với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Nhân dịp này, cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Cuba cũng tặng quà tri ân các cựu chiến binh Cuba đã có đóng góp trong giai đoạn kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Năm 1967, chúng tôi đã ăn mừng ngày cách mạng Cuba 26 tháng 7 tại cầu Hàm Rồng. Giữa bom đạn chiến tranh, ở đó chúng tôi mới hiểu rõ sức mạnh phi thường của nhân dân Việt Nam khi chứng kiến một cô gái vác trên vai quả đạn pháo nặng tiếp đạn cho đại đội pháo phòng không. Một dân tộc như vậy sẽ bất khả chiến bại. Tại sự kiện, các đại biểu tham dự cũng đã thưởng thức những thước phim tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam và những tiết mục múa, văn nghệ nghệ thuật do các vũ công, nhạc công và ca sĩ Cuba trình bày. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12 tháng 12 đã tới thị trấn Aqaba của Jordan để nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận về tình hình Syria sau khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ. Tại đây, Ngoại trưởng Blinken đã gặp quốc vương Jordani Abdullah nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại để đảm bảo tiến trình chuyển giao ôn hòa tại Syria. Theo kế hoạch, ông Blinken cũng có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ayman Safadi để thảo luận về các cuộc xung đột tại Gaza và Liban. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, tại các cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken sẽ đề cập đến các ưu tiên đảm bảo hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo đến Syria và các biện pháp để quốc gia Trung Đông không bị biến thành căn cứ của các nhóm khủng bố. Sau Jordani, ông Blinken sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày mai 13 tháng 12. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng có kế hoạch dừng chân tại Israel, Qatar và Ai Cập trong những ngày tới. Ngày 12 tháng 12, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Jakarta đã tổ chức buổi thảo luận về vấn đề thời điểm chuyển sang năng lượng sạch toàn diện. Sau đây sẽ là phần ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại địa bàn. Phát biểu tại sự kiện, ông Patrick Siu, Cố vấn Kinh tế và Phát triển khu vực tư nhân thuộc Đại sứ quán Anh khẳng định, London cam kết hỗ trợ các mục tiêu về chủ quyền năng lượng xanh của Indonesia thông qua chương trình Mentari do Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia khởi xướng. Ông cũng cho biết thông qua việc hỗ trợ chiến lược hydro quốc gia của Indonesia và kế hoạch chính sách đầu tư toàn diện, hai bên đang xây dựng các chương trình hợp tác là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững. Về phần mình, ông Bagus Mudiantoro, giám đốc chương trình Mentari cho biết Indonesia đang tập trung vào các lĩnh vực công nghệ hydro, xây dựng năng lực khu vực và lập kế hoạch năng lượng ở khu vực nông thôn. Sự hợp tác giữa Đại sứ quán Anh tại Jakarta và chương trình Mentari đã tạo ra những cách thức tài trợ sáng tạo, có thể hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo vừa và nhỏ, tạo ra các mô hình có khả năng mở rộng và bền vững, cung cấp điện mặt trời 24/7 cho hàng trăm hộ gia đình ở Indonesia. Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc ngày 12 tháng 12 thông báo là đã hoàn tất thương vụ mua lại hãng hàng không đồng hương Asiana Airlines vốn kéo dài suốt 4 năm qua. Và đây được xem là một bước tiến quan trọng hướng đến việc tạo ra một trong những hãng hàng không lớn nhất tại khu vực châu Á. Thông báo cho hay Korean Air đã mua lại gần 132 triệu cổ phiếu mới phát hành của Asiana Airlines trong ngày 12 tháng 12, tương đương 62,88% cổ phần của hãng hàng không đối thủ này. Trước đó, thương vụ này đã nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý cạnh tranh tại các thị trường chủ chốt như Nhật Bản và Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, thương vụ mua bán và sáp nhập này sẽ không gồm việc sa thải nhân viên. Giới phân tích nhận định với thương vụ trên, Korean Air có thể chiếm hơn một nửa năng lực vận chuyển hành khách của Hàn Quốc và sẽ trở thành hãng hàng không lớn thứ 12 thế giới về năng lực vận chuyển quốc tế. Tháng 11 năm 2020, Korean Air đã ký thỏa thuận trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ để giải cứu Asiana Airlines khi hãng này gặp khó khăn do thua lỗ trong đợt đại dịch Covid-19. Theo kế hoạch, Korean Air và Asiana Airlines sẽ có 2 năm để chuẩn bị các bước cần thiết như tái bố trí nhân sự và sắp xếp cơ cấu.